Một vài ngày trước đó, một học sinh trong lớp đã cầm bút viết cắn vào trán một học sinh khác. Cha mẹ học sinh bị thương đã đến trường và nghiêm khắc chỉ trích giáo viên vì thiếu năng lực. Sự mất mạng của giáo viên đã gây tiêu đề nổi bật ở Hàn Quốc. Nhiều bó hoa đã được gửi tới trường làm lễ viếng. Tuy nhiên, đồng thời cũng có phụ huynh phản đối bất kỳ hành động chia buồn nào dành cho giáo viên. Họ phản đối việc nhiều giáo viên thay đổi hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội thành giải lụa đen để tưởng nhớ đồng nghiệp. Họ cho rằng những hành động này ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của con cái. Tôi đã hỏi đồng nghiệp giáo viên tại Hàn Quốc về nguyên nhân của vấn đề này. Họ nói rằng khi xã hội đánh giá con người dựa trên tiêu chí vật chất, mọi người trở nên lạnh lùng với nhau, ngay cả trong mối quan hệ thầy trò thánh thiện. Mỗi quốc gia có thể có quan điểm khác nhau về đạo đức và trách nhiệm của giáo viên. Nhưng với tư cách là một giáo viên ở Việt Nam, tôi cũng nhận thấy công việc này khó khăn hơn bao giờ hết. Một đồng nghiệp dạy tại một trường đại học nổi tiếng ở đồng bằng sông Cửu Long đã bị mỉa mai bởi những sinh viên của mình trên trang thú nhận của thành phố, chỉ vì anh ta khắt khe với họ. Một giáo viên đang nói chuyện với học sinh trong một lớp học trung học tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. Ảnh, VN Express, Quỳnh Trân. Nhiều trường đại học hiện cho phép sinh viên đánh giá giáo viên của họ thông qua các cuộc khảo sát thường xuyên, khiến sinh viên có quyền quyết định mức lương, thăng tiến và thậm chí cơ hội giữ công việc của giáo viên. Vì vậy, nhiều giáo viên phải thỏa thuận với sinh viên của họ. Họ trở thành những giáo viên dễ tính, không yêu cầu quá nhiều để sinh viên bình yên và đánh giá họ một cách nhân từ.